Hi, welcome back to my channel. We'll start here go. Okay, let's go over the good job. Meet the Smithy. Thank you.
can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Okay, Father, get to show Slendrina The Cellar. Come on, like, say, subscribe, hold your mind out. Thank you so much. Let go.
I see you. Let go. Thiếu một cố pin nữa. Và mình sẽ xem cố pin nó nào đâu. Và từ món ban này thì hợp với lại các bạn sẽ điều khiển trên máy tính hơn. Còn nếu điều khiển trên đây thì nó sẽ giao diện, nó sẽ bị chậm hơn bình thường. Đó, ví dụ như trò chuột này đi rất là chậm và nó có thể dê rất là không đúng ý các bạn. Ấn cũng không được à? Wow. Để bên này xem có được không. Được rồi.
Sau đó tiếp tục các bạn sẽ bật điện ở trong này. Và khi bật điện lên thì các bạn sẽ bẻ khóa, đặt trong món đồ. Sau đó thì sẽ cho vào trong chỗ con chim này. Và sau đó các bạn sẽ mở ra và tiếp tục tiến sâu bên trong cho những quả trứng vào chỗ con chim. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Go back to bed. Đó là các bạn sẽ quay trở lại trên chiếc giường của mình. Và đây các bạn sẽ phải cẩn thận, nếu không thì sẽ gặp Victor Hope. Và từ cái tiếp theo, Victor Hope Playhouse 2. Let's go. Thank you.
Poppy. It's me. Open the door. Dad? Open the door, Ruby. God. Sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Tiếng của mình cứ tải. Wow. Oh my god. So ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slendrina The Cellar.
Trong thời gian này thì các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả 8 cuốn sách. Sau đó thì các bạn sẽ mở bản đồ lên và đến điểm exit kia. Các bạn sẽ thoát ra khỏi đây. Khi đủ 8 cuốn sách thì các bạn sẽ thoát được ra. Hiện tại thì trong thời gian này thì gồm có Slendrina, đứa con của Slendrina và Granny. Họ sẽ quanh quẩn ở trong này và các bạn sẽ phải cẩn thận khi gặp những người này. Lúc đó thì các bạn sẽ phải chạy và phải đi thật nhanh, nếu không thì sẽ bị vài phát và các bạn sẽ lại trở lại từ đầu, bởi vì rất là nhanh. Như bà Granny, bà ta chỉ cần 2 đến 3 phát thôi, sau đó các bạn sẽ bị thua và phải đi tìm lại 8 cuốn sách lại từ đầu. Các bạn sẽ phải đi vào từng căn phòng và tìm kiếm từng cuốn sách. Thế các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm những cuốn sách ở trong những căn phòng này. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.